full giúp cho em tránh xa các bệnh viêm nhiễm phụ khoa dài dẳng. Xin được chào đón quý thính giả đến với 60 phút của chương trình gặp thầy thuốc nổi tiếng đang được phát sóng trực tiếp trên kênh Joy Thưa quý thính giả, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về vấn đề huyết trắng bình thường và những vấn đề về bệnh lý. Ở đây là một trong những chủ đề có lẽ theo chương trình, đó chính là một chủ đề dành riêng cho chị em phụ nữ và rất nhiều người trong số chị em phụ nữ đang gặp phải tình trạng này. Và vị khách mời mà chúng tôi mời đến phòng thu ngày hôm nay chính là bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Văn Hùng, nguyên giảng viên bộ môn sản phụ khoa Đại học Y Hà Nội và cảm ơn bác sĩ Trần Văn Hùng đã dành thời gian đến với chương trình. Và chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn nhãn hàng Nữ Vương New của dược phẩm Vinh Gia đã tài trợ cho chương trình này. Để nhận được những lời tư vấn về bệnh lý và sản phẩm, quý thính giả có thể liên hệ đến tổng đài bác sĩ tư vấn 19001259 hoặc gửi câu hỏi đến hòm thư điện tử khỏe đẹp a -Bác sĩ -tư vấn vn Thưa bác sĩ Trần Văn Hùng, có lẽ ngày hôm nay cũng khá đặc biệt bởi vì chúng ta đang đề cập đến một bệnh lý của chị em phụ nữ nhưng kể cả người dẫn chương trình cũng như chuyên gia của chương trình lại là nam giới. Có thể nói đây đây là một cái sự đặc biệt rồi. Bởi vì đối với một nửa của thế giới, một nửa trái tim của người đàn ông không thể thiếu vắng của người phụ nữ. Chính vì thế sức khỏe của người phụ nữ thì lại luôn luôn là một điều mà chính được các đứng mày dầu cần phải luôn quan tâm. À, chính vì thế mà chúng tôi cũng dành một cái sự đặc biệt này uh, cho các uh, quý thính giả nữ đang lắng nghe chương trình. Với cái chủ đề ngày hôm nay đó chính là huyết trắng bình thường và những bệnh lý uh, thì nó là một cái chủ đề như Quốc Minh đã từng chia sẻ, đó là một chủ đề hết sức đặc biệt dành cho chị em phụ nữ. Xong uh, để phân biệt thế nào gọi là huyết trắng và uh, phải chăng nó là dịch tiết âm đạo và nó đóng một cái vai trò ý nghĩa như thế nào đối với sức khỏe nói chung đối với sinh lý cũng như cái thiên chức làm mẹ của người phụ nữ thì mong bác sĩ Trần Văn Hùng có thể phân tích khái quát sơ qua để cho các quý thính giả đặc biệt các quý thính giả nữ được hiểu rõ hơn. À, vâng, vấn đề huyết trắng âm đạo ấy thì từ xưa đến nay nó có rất nhiều những cái thuật ngữ trong dân gian để mà mà biểu hiện nó nhưng chúng ta phải hiểu rằng đây chính là cái là một hình thức tiết dịch của âm đạo và cái cái thuật ngữ ấy thì huyết trắng hay là bạch đới hay là khí hư nó đều là một nó tóm lại đây là cái hiện tượng tiết dịch của âm đạo ở những cái người phụ nữ trong cái 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 độ tuổi sinh đẻ vâng cái còn huyết trắng bình thường thì đương nhiên là người phụ nữ nào trong cái độ tuổi trưởng thành đều phải có cái cái hiện tượng tiết dịch âm đạo và cái dịch tiết này nó là cái thành phần của chủ yếu ấy là do các cái tuyến trong cái cái cơ quan sinh dục tiết ra trong cái 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 vùng mà nhạy cảm tức là kể cả cái khu vực xung quanh âm hộ rồi là trong cái cái thành của âm đạo hay là các cái các cái cái hệ thống tuyến của cổ tử cung và trong niêm mạc tử cung. Đây là tất cả những cái hệ thống tuyến đấy đều có cái tác dụng mà tiết nhảy Và khi trong cái quá trình hoạt động tiết ra như vậy thì nó còn có cả những cái thành phần khác, ví dụ như là các cái xác uh, bạch cầu này, thế rồi các cái xác uh, của um, của của các cái uh, vi khuẩn cộng sinh ở trong đường âm đạo và tất cả những cái thành phần ấy nó tạo thành ra cái cái dịch tiết chung và y học chúng tôi gọi là khí hư khí hư thế cái dịch tiết này thế nào là bình thường và nó có thể nó thay đổi theo từng chu kỳ hay là từng cái thời điểm của một cái người phụ nữ dạ vâng à, chúng ta hay nói về cái khí hư như bác sĩ vừa dùng một cái từ chuyên môn như vậy vậy thì khí hư thì nó thường có biểu hiện như thế nào và phải chăng sự xuất hiện của khí hư là dấu hiệu của một bệnh lý nào đó đối với người phụ nữ? Ừ, tất nhiên nếu một khí hư quá mức thì nó sẽ ừ, nó là cái biểu hiện của cái tình trạng chủ yếu là cái tình trạng viêm nhiễm âm đạo. Thế nhưng chúng ta cũng phải hiểu thêm như thế này là ừ, một cái tình trạng khí hư bình thường là như thế nào, có đúng không ạ? Thế bình thường ấy thì ừ, nó được chế tiết theo cái chu kỳ cái chu kỳ sinh học của người phụ nữ cái chu kỳ ấy là gì cái chu kỳ thường là chu kỳ theo chu kỳ kinh nguyệt và trong cả một cái giai đoạn qua giai đoạn trong cái cuộc đời của người phụ nữ nó cũng có những cái nó cũng có những cái thay đổi đây tôi nói về cái thay đổi trong chu kỳ kinh nguyệt ấy, thì chủ yếu là nó được chế tiết nhiều hơn ở cái thời kỳ dụng trứng và cái thời kỳ trước khi có kinh nguyệt đây thì cái cái tác dụng của khí hư ấy, cái cái dịch tiết ấy là gì tức là trong cái thời kỳ dụng trứng ấy cái dịch tiết nó tiết ra nhiều và nó làm loãng cái nút nhầy ở cái cổ tử cung và như vậy nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cái sự xâm nhập của tinh trùng vào trong tử cung đấy tức là nó làm tăng cái khả năng có thai và nếu như cái dịch, cái dịch tiết này không tốt, tức là nó khô hoặc là nó không được loãng, nó cứ đặc mà quánh lại thì cái sự xâm nhập của tinh trùng không rất là khó khăn và như vậy thì cái hiện tượng thụ thai sẽ khó hơn. Thế còn thế còn các cái thời kỳ mà nó có thể thay đổi như thế này tức là khi có thai thì cái dịch tiết đấy nó cũng sẽ ra nhiều hơn và ngược lại trong cái cả cái giai đoạn của người phụ nữ ví dụ như là um, cái thời kỳ mà chưa chưa trưởng thành ấy thì gọi là thời kỳ mà thiếu niên ấy thì rõ ràng cái dịch tiết nó chưa có hoặc là có có thì có rất ít thì chỉ trừ khi nào nó có cái hệ thống nội tiết hoạt động tốt hơn nó chế tiết tốt hơn thì cái cái cái, cái hư đấy sẽ nhiều thế còn ngược lại đến cái thời kỳ mà uh, bắt đầu sang cái chuyển sang cái giai đoạn già tức là thời kỳ uh, tiền mãn kinh hoặc là thời kỳ mãn kinh thì cái lượng chế tiết ấy sẽ giảm đi với ngược lại thì cũng có những cái trường hợp đặc biệt ví dụ như là những cái trường hợp người ta suy uh, nội tiết đấy người ta suy giảm nội tiết vì một lý do nào đấy uh, có nghĩa là suy buồng trứng sớm thì uh, cái dịch tiết đấy nó cũng sẽ kém đi đây là cái diệt chúng ta đang nói về cái dịch tiết sinh lý vâng ừ, như vậy chúng ta thấy rằng là cái mà hay nói là cái dịch tiết hay là chúng ta hay nói là cái khí hư đó thì là nó có rõ ràng có uh, hai uh, trạng thái khác nhau một cái trạng thái là tạo một môi trường rất tốt rất thuận lợi cho cái việc mà người phụ nữ thụ thai đúng không ạ vâng, và một cái trạng thái là nếu như bất thường thì nó sẽ khiến cho nó ngăn chặn cái việc thụ thai và nó trở thành một cái uh, môi trường để tạo ra uh, xâm nhập cái sự vi khuẩn uh, rồi là tạo ra rất nhiều những cái bệnh lý phụ khoa mà chị em hay gặp đúng không ạ à. và, và nói về cái uh, các bệnh lý uh, viêm nhiễm phụ khoa mà người phụ nữ hay thường gặp thì uh, ví dụ như là chúng ta có thể đề cập ở đây đây như là cái viêm do nấm, do tạp khuẩn, do trùng, roi âm đạo vân vân. thì thưa bác sĩ Trần Văn Hùng, đối với những cái bệnh viêm nhiễm phụ khoa như thế này, thì cái biểu hiện của cái khí hư thường nó sẽ là thế nào? Vâng đúng thế. tức là khi trong môi trường âm đạo có có biểu hiện viêm, thì rõ ràng trước tiên những người phụ nữ cảm nhận được là nó cái hiện tượng tiết dịch này nó thay đổi và hiện tượng tiết dịch ấy là gì? thứ nhất là chúng ta thấy cái lượng dịch tiết hay lượng khí hư đấy tăng lên, tăng lên rất nhiều và khiến cho người ta ẩm ướt cảm thấy ẩm ướt ở vùng kín và người ta cảm thấy rất khó chịu. kèm vào kèm đó thì thấy là gì? hiện tượng ngứa ngáy và phù nề, nên khiến cho nó nó thay đổi như vậy cho nên người ta cảm thấy rất là rõ rệt để phân tích sâu hơn về cái cái tính chất của cái khí hư thì chúng ta thấy nó có một vài cái biểu hiện tương đối là là đặc trưng cho một số những cái bệnh như thế này trước hết ý, là những cái trường hợp mà nhiễm nấm thì thì cái khí hư ấy nó có màu trắng và đặc biệt là nó khô và nó vón lại như là ván sữa và chúng ta để ý một chút nữa thì thấy như này tức là cái hiện tượng nhiễm nấm này thường nó giống như là cái 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 tình trạng mà tươn lưỡi ở trẻ em sau sinh, để trẻ em sau sinh vì cái hệ thống miễn dịch của các cháu bé nó nó không tốt vì thế nó dễ dễ nhiễm nấm và nhiễm nấm ấy mà dân gian của mình thường cho là gọi là tưa lưỡi Đưa lưỡi đấy chẳng qua nó cũng là những cái tình trạng mà phát triển bất thường của cái nấm Candida albicans ở trong âm đạo của người mẹ nó truyền sang cho con và nó cũng bị như thế và ngược lại ngược lại nếu như mà người mẹ bị nhiễm cái nấm nó cũng có cái tình trạng mà khí khí hư nó giống giống như thế nó hoàn toàn như vậy thì đặc trưng của cái khí hư do nấm là nó đặc và nó vón lại thành bột thế còn cái 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 tình trạng mà khí hư màu có màu và có uh, màu vàng hoặc là màu xanh loãng vân vân thì thường những cái đấy là do những cái loại tạp khuẩn nó gây lên nhưng còn một cái biểu hiện tương đối là đặc trưng nữa là thường là khí hư nó có mùi hôi rất khó chịu đấy do các cái cái trực khuẩn gram âm tức là các cái vi khuẩn kỵ khí mà bị uh, Ờ, nhiễm ấy thì thường là nó nó nó, nó sinh hơi và nó sinh mùi thì những cái trường hợp này nó cũng tương đối đặc biệt. Đến, còn một cái biểu hiện nữa ấy, là các cái tình trạng khí hư mà uh, nó loãng và nó có bọt thì theo mô tả từ trước đến giờ ấy, đấy là những cái đặc trưng của cái dạng khí hư mà do uh, nhiễm ký sinh trùng, tức là cái loại trùng, trùng chủ yếu là trùng roi. Nhưng hiện giờ thì ở những cái dạng này thì nó cũng đã giảm đi rất nhiều. thì trước kia trước kia nó mới có tức là trước kia thì do môi trường rồi cho cái chế độ làm việc do cái tiếp xúc của những cái, cái các cái vùng mà nông thôn người ta phải làm trong những cái môi trường đó nó 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 như viêm nhiễm nhiều ấy thì nó mới có cái cái cái, cái trùng roi này chứ hiện giờ trên 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 lâm sàng này thì chúng tôi ít gặp vì những cái trường hợp này nó cũng bắt đầu nó cũng khan hiếm đi và do cũng cho có lẽ là do cái ý thức vệ sinh thế rồi do điều kiện sống vân vân thì bây giờ nó đã giảm đi đáng kể vâng và chúng ta thấy rằng là nếu như so với nhiều thập niên trước đây cái việc chăm sóc sức khỏe sinh sản của người phụ nữ thì đôi khi chính bản thân những người phụ nữ cũng không để ý lắm đúng không ạ ừ. vâng chính vì thế dẫn đến rất nhiều những cái bệnh viêm nhiễm phụ khoa mà uh, khi mà để lâu để nó dẫn đến những cái hậu quả những cái biến chứng thì lúc đấy bắt đầu mới đi chạy chữa còn thực tế trong cuộc sống hiện đại ngày hôm nay thì có thể nói rằng chị em phụ nữ uh, rất là chăm chút cho cái việc sức khỏe sinh sản của mình và bên cạnh đây nữa thì thưa bác sĩ Trần Văn Hùng bác sĩ cũng thể nhìn thấy rằng là rất nhiều những cái phòng khám uh, phụ khoa được mọc lên đúng không ạ? Vâng và, và um, chắc chắn là uh, bác sĩ Trần Văn Hùng cũng đã có rất nhiều kinh nghiệm trong cái việc mà uh, khám chữa những uh, khám và chữa những cái bệnh liên quan đến phụ khoa như thế này và chúng ta thấy rằng là cái việc chăm sóc sức khỏe sinh sản thì không thể bỏ qua được đối với mỗi người phụ nữ và nếu như cái bệnh lý mà uh, cái uh, vấn đề huyết trắng bệnh lý mà kéo dài, để lâu và đôi khi chúng ta cũng phải nói một điều như thế này thưa bác sĩ Trần Văn Hùng, đôi khi rất nhiều chị em lại ngại đi khám về vấn đề này, bởi vì dù sao nó cũng là một vấn đề tế nhị và nhạy cảm đúng không ạ? Vâng, nếu như cái vấn đề mà viêm nhiễm kéo dài rồi là cái hoặc là cái tình trạng huyết trắng bệnh lý này kéo dài như thế này thì cái hậu quả đối với sức khỏe chung nói chung của người phụ nữ và sức khỏe sinh sản nói riêng của người phụ nữ nó sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? Vâng, đúng rồi, chúng ta đang bàn về cái vấn đề ảnh hưởng của viêm nhiễm phụ khoa đúng không ạ? vâng nếu như cái tình trạng viêm nhiễm nó kéo dài thì trước hết chúng ta thấy có 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 mấy cái ảnh hưởng chính như thế này trước hết là ảnh hưởng về vấn đề tâm lý cái vấn đề tâm lý ấy, thì khi một người phụ nữ bị cái viêm nhiễm như thế này họ biểu hiện một cái tình trạng uh, thiếu tự tin tức là thiếu tự tin với trước hết là với uh, với người chồng và có thể cả với bạn bè tức là những người phụ nữ cùng với nhau nhưng mà khi chuyện trò vân vân mà người ta cảm thấy người ta bị viêm nhiễm người ta cũng ngại ngùng người ta cũng, cũng 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 thiếu tự tin đi đấy là thế còn ngay cả công việc tức là những cái chị em mà làm việc ở công sở hay là ở trong một cơ quan gì đấy thì rõ ràng là khi bị viêm nhiễm nó cảm thấy khó chịu rồi người ta mất tập trung người ta thiếu cái, cái 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 độ tập trung trong công việc ấy, lúc nào người ta cũng nghĩ ngợi vân vân, thì nó làm cho cái công việc nó cũng kém hiệu quả đi. Đây là đến là về mặt tâm lý xã hội. Thế còn về bệnh lý thì khi mà đã viêm nhiễm kéo dài lâu ấy thì cái chức năng sinh đẻ của người phụ nữ nó sẽ bị ảnh hưởng. Đấy. Thế cái ảnh hưởng của ảnh hưởng đến sinh đẻ là như thế nào? Ừ, tức là trước hết là là thấy nó khó thụ thai những người mà bị viêm nhiễm rõ ràng là ảnh hưởng rất lớn đến cái cái cái, cái khả năng sinh đẻ Th, thậm chí chúng tôi gặp được có một rất nhiều những cái, cái cặp vợ chồng nữa là đến khám về vấn đề muộn con muộn con tức là lấy chồng ở với nhau lâu rồi khoảng độ hơn một năm rồi mà cũng không thấy thụ thai được thậm chí có những người là hai ba năm đấy nhưng mà chỉ cần điều trị hết viêm là tự nhiên nó có. đây thì tôi muốn nói đến là cái khả năng khó thụ thai khi mà bị viêm nhiễm như thế. Thế còn uh, muộn hơn thì có thể người ta vẫn thụ thai được nhưng nó có mấy cái nó gọi là những cái sự cố khi khi thai nghén. cái sự cố hay gặp nhất và sớm nhất ý, là cái hiện tượng trở ngoài tử cung như chúng ta cũng đã ừ, thường nghe nói và thường biết là ừ, cái sự cố sớm nhất của những những người, người chị em phụ nữ mang thai tức là cảm thấy vừa mới thấy chậm kinh xong đã thấy rất đau bụng và nó rơi vào trong cái tình trạng cấp cứu tùy theo cái cái cấp cứu nặng hay nhẹ tức là nó biểu hiện một cái tình trạng cái trở ngoại tử cung đã vỡ hay là chưa vỡ và khiến cho chúng ta bị rơi vào cái tình trạng cấp cứu thậm chí có những cái trường hợp trước kia ấy, là chúng tôi gặp uh, tức là mất máu rất nhiều ở trong ổ bụng và thậm chí uh, người ta đến muộn thì còn không cứu chữa được và nó cũng gây ra cái đấy là nguyên nhân tử vọng không cấp cứu kịp thì uh, còn cái sự cố tiếp theo là gì có thể là uh, gây ra dọa sảy thai hoặc là sảy thai không không giữ được thai thế và Ờ, nếu muộn nữa thì có thể cái thai nó bị chết lưu nó chết lưu và um, rồi là, là gì nữa thai chết lưu hoặc là nó muộn hơn nữa thì có thể là thai nó to rồi nó gây tình trạng dỉ ối rồi là vỡ ối sớm trong cái, cái khi chuyển dạ thì cũng là một cái đẻ gây ra cái chuyện đẻ khó đẻ khó đấy là cái những cái tình trạng mà uh, viêm nhiễm lâu như vậy thế còn đối với sơ sinh thì sao những cái sơ sinh ấy thì những cái trường hợp mà viêm nhiễm ở đường sinh dục phụ nữ như thế có thể gây ảnh hưởng đến cái cái đứa trẻ sau khi sinh ra mà hay gặp nhất là gì tức là nếu như viêm nhiễm tạp khuẩn nhiều thì những cái đứa trẻ sinh ra nó hay bị viêm uh, viêm mắt viêm mắt viêm tai rồi là viêm miệng Đấy cũng giống như là chúng tôi vừa nói nếu mà nhiễm nấm thứ thì đứa trẻ nó rất bị tưa lưỡi đấy là những cái bệnh lý sau sinh của đứa trẻ nhưng còn đặc biệt hơn nữa tức là đặc hiệu ấy nếu như nhiễm những cái vi khuẩn đặc hiệu ví dụ như là bị lậu bị giang mai đấy, những cái trường hợp mà viêm nhiễm do những cái, uh, cái vi khuẩn đặc hiệu ấy thì đương nhiên là nó sẽ có những cái biểu hiện có thể đứa trẻ sơ sinh ấy nó bị dị tật thế còn cái ảnh hưởng cuối cùng đối với viêm nhiễm phụ khoa ấy là uh, nó sẽ làm cho cái nguy cơ ung thư cổ tử cung và ung thư tử cung rất cao tức là nó tăng cái 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 nguy cơ ung thư đối với cái người phụ nữ bị uh, viêm nhiễm tái đi tái lại nhiều lần như thế vâng như vậy chúng ta thấy một điều rằng là cái việc viêm nhiễm phụ khoa nói chung không hề uh, đơn giản một tí nào đúng ạ vâng. vâng chúng ta không chỉ không nên chỉ nhìn một cách phiến diện tức là à viêm nhiễm thì chúng ta uh, chữa đơn thuần thế thôi và uh, nếu như hoặc là chúng ta bỏ qua cái sự viêm nhiễm này nếu như là nó không bị có ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là uh, cái, cái uh, chất lượng lao động Đấy, nhưng mà thực tế nếu như chúng ta để lâu thì rõ ràng là nó ảnh hưởng đến cả một quá trình về sau này từ cái việc làm chức năng làm mẹ của người phụ nữ cho đến cái việc nếu như là chúng ta may mắn cũng sinh nở bình thường thì nó lại ảnh hưởng đến đứa con vâng rất nhiều vấn đề nảy sinh ra mà à, chuyên gia của chúng tôi bác sĩ trần văn hùng cũng vừa đề cập tới quý thính giả để chúng ta làm sao một lần nữa xác định một điều nếu như xảy ra tình trạng bất kể một dạng viêm nhiễm nào đặc biệt là viêm nhiễm phụ khoa thì chúng ta cần phải xử lý ngay à, tìm đến các chuyên gia ngay lập tức để chúng ta xử lý rứt điểm à, Tuy nhiên, uh, chương trình gặp thầy thuốc nổi tiếng uh, cũng đã gặp rất nhiều những cái câu hỏi của các quý thính giả uh, về một cái vấn đề như thế này, thưa bác sĩ Trần Văn Hùng. Tại sao đã từng đi xử lý những cái vấn đề liên quan đến viêm nhiễm phụ khoa nói chung cũng như những cái sự xuất hiện của cái khí hư bất thường. Thế nhưng mà nó vẫn có một cái gọi là tái đi tái lại. Vâng, cái sự tái phát của cái cái cái, cái những cái viêm nhiễm phụ khoa này nó là nguyên nhân do đâu ạ? Vâng. Ờ, đây chúng ta là bàn về cái cái hiện tượng tức là viêm nhiễm dai dẳng và tái phát đúng không ạ? Ừ. Thế thì trước hết chúng ta thấy là uh, chúng ta xem xét tại sao hay là muốn nói đến vấn đề nguyên nhân đúng không? cái nguyên nhân của cái hiện tượng này hay là cái tình trạng này thì uh, có rất nhiều nguyên nhân và rất nhiều những cái uh, chúng tôi gọi là các yếu tố thuận lợi để có thể gây nên cái tình trạng như thế này. Trước hết ý là chúng ta thấy là tức là cái cái điều trị không đúng cách, tức là khi bị viêm nhiễm rồi cái điều trị không đúng cách, không đúng cách đấy là gì? Thứ nhất là chúng ta dùng thuốc nó không 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 có hệ thống, có nghĩa là một là không đúng liều, hai nữa là không đúng thời gian này và không đúng loại thuốc. Thì thường cái hiện tượng của chúng ta thấy trên 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 thực tế nó có một số vấn đề như này, tức là cái chị em uh, chúng ta không không điều trị theo đơn hay là không đi khám để mà xác định uh, rõ cái nguyên nhân gây bệnh hay là cái đối tác gây bệnh mà lại cứ tự ý đi mua thuốc. Đấy đấy là một cái thực trạng mà cũng từ từ trước đến nay cũng hay gặp. Cho nên tất nhiên bây giờ nó cũng đỡ nhiều rồi anh ạ. Nhưng chúng tôi vẫn gặp những cái trường hợp mà các chị em rất là cái tâm lý ngại ngùng xong rồi cứ thấy là nghe mách bảo là, nhau đúng không? mách bảo nhau rồi là đi ra mua thuốc về cái điều trị ấy là hết sức là là là, là, là rắc rối và ừ. Ừ, nó cũng là một cái nguyên nhân gây ra cái hiện tượng là gì? là kháng thuốc. Ừ. Kháng thuốc. Ừ, cho nên nó mới mới làm cho cái tình trạng mà ừ, không khỏi được, không dứt điểm được. Đấy. Đây là cái thế cái kháng thuốc thế rồi là cái điều trị không đúng cách ấy nó đưa đến cái tình trạng gì cái thứ nhất là uh, như tôi vừa nói là kháng thuốc thứ hai là mất cân bằng uh, cái sinh thái trong trong môi trường âm đạo đấy. âm đạo của của một người phụ nữ có uh, có một cái hệ thống uh, bảo vệ hệ thống bảo vệ đấy là gì tức là cái thứ nhất là cái dịch tiết sinh học tức là dịch tiết sinh lý mà chúng ta vừa bàn lúc trước thứ hai là các cái vi khuẩn có lợi để nó chống lại các cái vi khuẩn gây bệnh tại chỗ ở đây đây là cái sinh thái trong uh, trong sinh học nếu như mất cái hệ sinh thái này đi thì sẽ uh, rất dễ viêm nhiễm và nó không khỏi được uh. rồi cái mất hệ sinh thái đấy cũng là do cái cái, cái 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 tình trạng tức là chúng ta uh, điều trị không không đúng cách uh. thế còn uh, các cái yếu tố tiếp theo uh, như thế này tức là cái vệ sinh của người phụ nữ không đúng cách tức là uh, có những chị thì sạch quá thế xong rồi cứ đi xịt thụt rửa âm đạo xịt nước vào đấy thì cũng làm cho oh, các cái vi khuẩn có lợi nó bị 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 mất đi nó sẽ làm cho cái cái thay đổi về về sinh thái rồi thay đổi về cái độ pH trong môi trường đấy. thế còn các cái yếu tố tiếp theo nữa là như thế nào tức là cái quan hệ tình dục không an toàn ở đây chúng ta vẫn đề cập đến cái chuyện tức là uh, vẫn 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 khuyến cáo là sinh hoạt tình dục lành mạnh, tức là một vợ một chồng vân vân. Đấy nhưng mà bây giờ thì nó cũng có nhiều trường hợp tức là cũng không tránh khỏi cái chuyện đấy. Tức là người ta cũng có thể có những cái quan hệ thế này thế khác thì vấn đề tâm lý xã hội nó khó khó nói phải không ạ. Nhưng nhưng cái quan hệ tình dục an toàn là gì? Tức là phải biết cách để phòng tránh các cái bệnh lây nhiễm qua đường tình dục thì bây giờ vẫn khuyến cáo là phải quan hệ đi bao cao su thứ vân vân hay là vệ sinh sạch sẽ đấy thế còn về vấn đề môi trường cái môi trường mà sống trong một môi trường ẩm rồi là uh, nguồn nước không được đảm bảo đấy cũng là một cái yếu tố thuận lợi thế bên cạnh đó chúng ta còn có một cái có vấn đề như thế này nữa tức là cái trường hợp mà Uh, suy giảm miễn dịch uh, suy giảm miễn dịch trong cơ thể của người phụ nữ ấy những cái trường hợp ấy là gì thường là những người phụ nữ có um, có hệ thống miễn dịch bị suy giảm do bệnh lý đấy những cái trường hợp mà uh, bị hát, nhiễm HIV chẳng hạn đấy. rồi những cái trường hợp mà bị những cái bệnh toàn thân tức là nó làm cho toàn thân nó suy sụp đi tức là bị lao này bị viêm gan này vân uh, vân đấy, đấy nó tóm lại nó có những cái trường hợp mà cái bệnh lý nó nặng nếu như vậy và cũng không loại trừ có những cái trường hợp mà do ăn uống kém cho nên bây giờ vấn đề suy dinh dưỡng thì ít thế nhưng mà có những người thì lại lại thực hiện một cái chế độ ăn kiêng ăn kiêng đến mức độ gầy đi và nó làm cho cái cái hệ miễn dịch cũng sẽ bị ảnh hưởng thế còn cái vấn đề cuối cùng trong cái nguyên nhân mà gây ra cái viêm nhiễm dai dẳng như thế này tức là trong cái tình trạng của người phụ nữ bị rối loạn nội tiết cái rối loạn nội tiết như trước chúng ta cũng bàn rồi nhưng bây giờ tôi chỉ lưu ý thêm như thế này tức là trong cái giai đoạn mà người phụ nữ dễ bị thay đổi nội tiết là do sau đẻ tức là sau khi đẻ thì nó có một số những cái nội tiết nó cũng cũng thay đổi và quan trọng nhất là cái thời kỳ tiền mãn kinh và thời kỳ mãn kinh đấy những cái người chị em phụ nữ trong cái giai đoạn này nên lưu ý là nó có những cái rối loạn về thay đổi nội tiết vì vậy nó làm cho uh, nó làm cho cái trứng gọi là khô âm đạo tức là cái dịch tiết nó kém đi và chính cái dịch tiết nó kém đi nó sẽ làm cho mất cái yếu tố bảo vệ và nó cũng sẽ gây dễ, dễ, viêm nhiễm hơn vâng như vậy chúng ta thấy rằng là cái việc mà tại sao lại cái tình trạng viêm nhiễm âm đạo mà cứ tái đi tái lại nhiều lần nó có rất nhiều nguyên nhân đúng không ạ vâng. vâng nhưng mà cơ bản nhất vẫn là một cái điều thứ nhất chúng ta vệ sinh không đúng cách cái thứ hai là cái việc mà chúng ta đã sử dụng những cái loại thuốc mà nghe mách bảo nhau điều chứ không chỉ, phải là vâng, vâng chỉ chứ không vâng. phải là do các bác sĩ chuyên ngành đưa đưa ra đúng không ạ vâng điều thứ ba nữa là cái môi trường sống cái môi trường sống cũng hết sức quan trọng môi trường sống môi trường làm việc ảnh hưởng trực tiếp đến cái uh, sức khỏe của người phụ nữ và uh, điều mà chúng ta không thể không nhắc tới đó là sự suy giảm hệ miễn dịch đúng. thực tế ra thì rất nhiều người phụ nữ thì cơ địa của họ yếu cho nên là cái uh, việc mà chúng ta thấy rằng là uh, nay ốm mai đau rồi là những người phụ nữ uh, chân yếu tay mềm đôi khi thì uh, cái sức đề kháng rất là kém và đối với uh, na, những uh, tuổi trẻ bây giờ thì um, lại có một cái chế độ gọi là ăn kiêng đặc biệt ừ. <laughs> như chúng ta vừa đề cập đến. Vâng, sự mất cân bằng uh, dinh dưỡng cũng đã khiến uh, cũng đã ảnh hưởng rất lớn đến cái việc mà tăng cường một cái sức đề kháng uh, đối với các loại uh, sự xâm nhập của các loại virus vi khuẩn uh, có thể dẫn đến cái tình trạng viêm nhiễm như thế này. Và nói về vấn đề điều trị, thưa bác sĩ Trần Văn Hùng, chính vì cái việc mà viêm nhiễm phụ khoa nó tái đi tái lại nhiều lần như thế thì phải chăng cái việc điều trị nó cũng hết sức phức tạp và ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là tất cả những cái loại thuốc dành cho điều trị viêm nhiễm phụ khoa có thể nói là chưa bao giờ đa dạng như ngày hôm nay à, chúng ta thấy rằng riêng về vấn đề vệ sinh thôi chúng cũng đã đa dạng tất cả các loại dung dịch vệ sinh phụ nữ rồi và ngoài ra thì bây giờ thì chị em phụ nữ còn tìm đến những cái uh, sản phẩm mang tính chất thảo dược để cho an toàn uh, mà trong đó thì chúng ta có thể kể đến rất nhiều những cái uh, loại thảo dược như là trinh nữ hoàng cung như là hoàng bá khổ sâm diếp cá dây ký ninh vân vân và vân vân để giúp chị em phụ nữ là gì ngăn chặn sự xuất hiện của viêm nhiễm uh, âm đạo rồi là uh, phòng ngừa cái việc viêm nhiễm như thế rồi là cân bằng lại độ pH cho âm đạo uh, tất cả những cái đó thưa bác sĩ Trần Văn Hùng uh, những cái này nó có tác dụng ra sao và cái việc sử dụng nó như thế nào là tốt nhất ạ. Vâng. Đây um, chúng ta lại, lại bàn về vấn đề uh, điều trị và khắc phục như thế nào đúng không? Thì uh, từ trước đến nay ý, vấn đề viêm nhiễm âm đạo thường là Uh, theo các cái cái, 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 cái bác sĩ uh, hay là theo y học uh, hiện đại hay chúng ta cứ quen gọi là điều trị theo tây y đúng không ạ? thì uh, cái điều trị tây y thì người ta đặt ra cái 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 cái, cái nguyên tắc chung là như thế này, cái nguyên tắc chung tức là trước hết là phải diệt được cái tác nhân tác nhân gây bệnh hay là diệt đúng cái loại vi khuẩn gây bệnh này. Uh, thì um, thì trước hết là có thể người ta dùng các cái loại kháng sinh mà nó tương đối đặc hiệu cho từng cái tác nhân gây bệnh, ví dụ diệt nấm này, từ diệt vi khuẩn, này, diệt như thế nào vân vân. Nó có thuốc kháng sinh. Đấy, và kết hợp với uh, tức là đường uống này, đường đặt âm đạo này và kết hợp với cái vệ sinh phụ khoa. Thì các cái phương pháp um, hiện đại thì thường là cái hiệu quả của nó như thế nào? Tức là cái điều trị nhanh tức là thường người ta chỉ điều trị một đợt từ 7 đến 10 ngày điều trị vừa kết hợp toàn thân và kết hợp tại chỗ thì có thể nó có thể nó diệt được cái tác nhân gây bệnh ấy nó điều trị nhanh và có thể nó khỏi được nhưng cái bất lợi của các cái phương pháp tây y là gì tức là không kiểm soát được 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 cái cái sinh thái trong đấy có thể diệt là diệt luôn cả các cái vi khuẩn gây bệnh cái vi khuẩn có lợi cho nên nó làm cho mất sinh thái và mất cái cái độ pH âm đạo. Cái bất lợi thứ hai tức là các cái thuốc thuốc kháng sinh ấy thì là gì? Nó gây có thể gây dị ứng. Gây dị ứng, có người thì hợp với thuốc này, có người thì hợp với thuốc kia, nhưng mà nó rất dễ bị dị ứng, con mình gọi là cơ địa mà. Cơ địa thì thường ở cái dị ứng ấy nó lại làm cho do phù nề thế rồi là sưng tấy rồi là ngứa rát vân vân thì có nghĩa là nếu chị em nào bị dị ứng thuốc thì cái điều trị đấy là không có tác dụng và nó lại nó lại làm nó lại làm cho, cho, cho trầm trọng hơn cái tình trạng như ảnh hưởng như vậy. Cái bất lợi thứ ba nữa là vấn đề kháng thuốc cái kháng thuốc thì chúng ta đã bàn nhiều rồi, tức là cứ điều trị không uh, không đúng loại, không đúng cách, không đúng thời gian vân vân nó không dứt điểm được và nó tập nhiễm cho các cái loại vi khuẩn nó kháng với chính cái loại thuốc mà uh, mà mà điều trị nó, đây là cái cái mấy cái bất lợi trong cái điều trị của các cái thuốc kháng sinh là như vậy. Thế bây giờ uh, theo cái, cái 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 quan điểm mới, cái, theo quan điểm mới và uh, người ta muốn đề cập đến vấn đề gì này, về mặt nguyên tắc muốn điều trị để tránh cái dai dẳng của viêm uh, nhiễm này ấy, thì um, nguyên tắc nguyên tắc thứ nhất tức là tăng cường miễn dịch tức là tăng cường miễn dịch cho chính cái cái cơ thể người bệnh ấy người ta có thể uh, uh, người ta tự tự để mà chống lại được các cái tác nhân mà nó xâm nhập vào cái nguyên tắc thứ hai là tạo lại sự cân bằng sinh thái và môi trường trong âm đạo cũng như là cái 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 cái, cái, cái mức độ pH ở trong âm đạo ấy và cái nguyên tắc thứ ba tức là người ta muốn đề cập đến vấn đề cái kháng sinh thảo dược như như anh Cú Minh vừa nói là uh, kết hợp với kháng sinh thảo dược kiến thức thảo dược thế thì cái kháng sinh thảo dược ấy nó sẽ nó có một cái tác dụng gì tức là nó nó sẽ khắc phục được uh, một số những vấn đề này tức tức là nó tác dụng hợp đồng để nó làm tăng cái, cái 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 khả năng diệt vi khuẩn của cái thuốc tây y cái thứ hai là cái kháng sinh thảo dược này nó không không gây dị ứng cái tính an toàn của nó cao nó không gây 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 dị ứng và thứ ba nữa là nó không kháng thuốc tức là bởi vì những cái kháng sinh thảo dược này từ xa xưa loài người và loài người nói chung và đặc biệt là Uh, các cái cái, cái 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 y học phương đông ấy, uh, là người ta dùng rất nhiều những cái loại kháng sinh thảo dược để người ta kết hợp với nhau và người ta điều trị và nó, nó ít bị kháng thuốc ngược lại là nó có thể các cái các cái chất trong thảo dược của uh, uh, của chúng ta ấy, nó còn có thể diệt được cả virus diệt được vi khuẩn này Và thậm chí diệt được cả ký sinh trùng Đấy, cái, cái cái kháng sinh trong thảo dược nó có rất nhiều những cái tác dụng như vậy vâng chúng ta thấy rằng là một lần nữa thì cái việc sử dụng tất cả những cái loại thảo dược và như bác sĩ trần văn hùng vừa đề cập đến kháng sinh trong thảo dược là một loại kháng sinh chúng ta có thể khẳng định đây là rất lành tính đúng không ạ ừ. vâng nó không gây ra uh, uh, những cái phản ứng phụ giống như là chúng ta sử dụng những cái loại kháng sinh do tây y bào chế và cái việc sử dụng các thuốc tây y nó chỉ dành cho cái giai đoạn cấp tính thôi và uh, trong quá trình uh, sau cái giai đoạn cấp tính thì sau quá trình là phòng ngừa cũng như là hỗ trợ điều trị thì chúng ta lại quay trở lại sử dụng những những loại kháng sinh thảo dược từ những loại cây hoa lá cỏ mọc xung quanh chúng ta trong cuộc sống đời thường và với hàng nghìn năm kinh nghiệm ông cha ta đã tìm kiếm đã nghiên cứu và đã bào chế ra rất nhiều những cái loại thuốc như thế và thưa bác sĩ Trần Văn Hùng nói về kháng sinh thảo dược thì rõ ràng chúng ta phải thừa nhận một điều là nhờ sự phát triển của khoa học công nghệ ngày hôm nay mà chúng ta lại chiết xuất ra được những tinh chất của những cái loại thảo dược này để đưa vào những cái sản phẩm có thể là viên nén viên nang có thể là những cái loại dung dịch uh, để bôi uh, để rửa hàng ngày uh, ví dụ như là cái nữ vương niu chẳng hạn chúng ta thấy rằng là nó có vừa là viên nén viên nang để uống nhưng mà cũng là cái dung dịch để chúng ta bôi ở ngoài như vậy thì uh, những cái loại uh, chúng ta hay dùng một cái câu rằng là nội công ngoại kích đúng không ạ vâng và, uh, uống vào để đánh từ bên trong ra và bôi thì đánh từ bên ngoài vào nó nếu mà song hành như thế thì nó có cái công dụng như thế nào ạ vâng ờ, như anh vừa nói về vấn đề cái sản phẩm nữ vương liu thì chúng tôi bản thân tôi tôi tìm hiểu thì cũng thấy trong cái thành phần nữ vương liu nó có những cái nó có những cái ừ, giải pháp hay là có những thành phần mà khắc phục được về mặt nguyên tắc mà chúng ta vừa bàn lúc trước Đấy. tức là về tăng cường miễn dịch thì ở nữ vương liu có cái gì ờ, có cái thành phần Imugama, cái này nó là cái cái sản phẩm được chiết xuất từ vỏ các cái loại tế bào có lợi trong cơ thể. Tức là cái tế bào này nó 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 cộng sinh và nó phát triển rất nhiều ở trong cái đường tiêu hóa và thậm chí là ở đường đường sinh dục cũng có. Nên các cái loại vi khuẩn cộng sinh này khi người ta Um, chiết xuất và người ta lấy cái thành phần của vỏ nó và người ta xử lý cho qua một cái công nghệ và um, khi đưa vào cơ thể nó sẽ làm cho uh, kích hoạt tức là các cái 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 tế bào miễn dịch trong cơ thể tức là cái tế bào miễn dịch trong cơ thể nó có ba loại chính tức là cái đại thực bào này cái uh, tế bào limpo b và tế bào limpo t đấy là uh, có ba cái dòng tế bào đấy thì uh, cái imogama nó kích hoạt để cho các cái dòng tế bào này nó 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 nó, nó tăng cường um, hoạt động lên và uh, nó được tăng sinh rất là mạnh trong cái, cái trong cái, cái 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 thành phần trong máu của mình đấy và như vậy thì nó sẽ làm cho gì nó khả năng chống viêm và nó làm cho liền các cái tổ chức niêm uh, mạc lại đấy thì uh, các cái tài liệu về y học um, trên toàn thế giới nói chung ấy bây giờ người ta cũng đang là nói rất nhiều về 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 cái 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 Imugama này tức là nó được công nhận là một cái chất để làm tăng cường hệ miễn dịch chung nói chung và người ta cũng đã uh, sử dụng um, khá là nhiều nhưng nhưng trong nữ vương yêu là nó có thành phần như thế này đấy như thế là nó làm cho khả năng tăng cường cái um, cái, cái, cái 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 miễn dịch lên rất tốt thế còn uh, cái uh, cái um, vì vậy nó cũng kích thích được tức là các cái loại vi khuẩn mà uh, cái cái vi khuẩn cộng sinh ấy, cái vi khuẩn có lợi đấy để nó, nó phát triển tốt lên. Thì đấy nó nó đảm bảo được cái về cái nguyên tắc điều trị của chúng ta như vậy. Thế còn cái vấn đề kháng sinh thảo dược ấy, thì trong Lữ Vương Yêu nó có oh, rất nhiều những cái cái thành phần của uh, các cái kháng sinh thảo dược như là hoàng bá này khổ sâm này diếp cá này cái dây ký ninh này đấy là đấy là những cái thành phần mà uh, trước kia đã uh, người ta đã dùng rất nhiều trong y học nhưng bây giờ uh, như anh quốc minh vừa nói là nó là những cái, um, cái, cái 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 sản phẩm được chọn lọc người ta người ta áp dụng những cái công nghệ mới và người ta um, người ta chiết xuất ra chứ người ta không dùng cái sản phẩm thô mà người ta sản phẩm những cái tinh lọc hơn để người ta đưa vào cái sản phẩm này và như vậy thì cái tác dụng của nó rất tốt nó nó hiệu quả hơn và ngược lại thì nó cũng sẽ tránh được những cái vấn đề những cái tác dụng phụ cái tác dụng phụ ví dụ như này cái tính hiệu tính an toàn tức là các cái kháng sinh thảo dược trong nữ vương yêu này nó sẽ không gây dị ứng không độc cho gan và nó không kháng thuốc thế còn tính hiệu quả là gì tính hiệu quả ấy, nó làm cho um, nó có khả năng diệt, diệt được cả nấm và diệt được vi khuẩn và diệt được với uh, virus và diệt được cả ký sinh trùng như vậy thì cái các cái loại kháng sinh thảo dược có trong nữ phương lưu là nó có tác dụng cái tính an toàn tốt tính hiệu quả tốt Vâng, và chúng ta có thể thấy rằng là đối với tất cả những người bệnh thì tìm được một cái sản phẩm một cái loại hỗ trợ phòng ngừa và hỗ trợ điều trị an toàn, hiệu quả là một điều mong mong ai mong muốn cả đúng không ạ? Ừ. Tuy nhiên chúng ta cần phải hiểu rõ mỗi một cái sản phẩm nó gồm nhỏ gồm có những cái thành phần gì, những thành phần đấy có ý, tác dụng ra sao đối với cái bệnh lý mà mình đang gặp và đặc biệt hơn nữa mà nếu chúng ta lựa chọn được những cái sản phẩm đúng với ý mình để mà phòng ngừa và hỗ trợ điều trị là một điều hết sức tuyệt vời và cũng như là góp phần là ngăn chặn sự tái phát của các bệnh lý mà ngày hôm nay chúng tôi đang đề cập đến tất cả những cái vấn đề liên quan đến viêm nhiễm âm đạo và qua phần trao đổi vừa rồi bác với bác sĩ chuyên khoa 2 Trần trần văn hùng thì chúng tôi cũng muốn nhắc nhớ tới quý thính giả một lần nữa những cái vấn đề mà liên quan đến viêm nhiễm ăn đạo nhưng mà thưa bác sĩ trần văn hùng có một vấn đề đang đặt ra đấy là đối với những cái viên nén viên uống thuốc thôi vậy thì cái loại nữ vương niêu dạng gel mà chúng ta đã đề cập đến rất nhiều lần qua các chương trình gặp thể thuốc nổi tiếng thì nó có một cái công dụng gì đấy ạ vâng à như trước ấy chúng anh vừa nói một cái điều tức là uh, nội công ngoại kích nói cho nó vui vậy nhưng mà thực tế ra thì, thì chúng ta phải muốn nói đến cái chuyện tức là phải phối hợp phối hợp các cái các cái um, loại thuốc với nhau. Đấy thuốc uống và thuốc uh, uh, chữa bên trong rồi nhưng uh, còn các cái gọi là cái các cái dung dịch uh, để sát khuẩn bên ngoài Đấy. Thì từ trước nay trên thị trường có rất nhiều uh, loại dung dịch mà hay là các cái sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ. Thế uh, hiện nay thì uh, có những cái loại mà uh, sản phẩm có cũng có tác dụng rất tốt nhưng mà dù sao nó cũng có những người mà người ta lại uh, bị uh, dị ứng thế rồi là người ta cảm thấy nó không phù hợp vân vân. Thì uh, ở đây chúng tôi cũng xin cung cấp một cái uh, loại sản phẩm gọi là nữ vương reo tức là các cái loại thuốc nó có um, nó có cái, cái 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 thành phần như thế này trước hết ý là uh, nó có công nghệ nano bạc chúng ta hiểu nano bạc là gì nano bạc là một cái công nghệ rất là uh, tiên tiến người ta uh, tạo cho những cái cái các cái hạt nguyên tố bạc rất là nhỏ và nó có tác dụng uh, diệt khuẩn rất là tốt và công nghệ này được áp dụng bây giờ tương đối rộng rãi nó ở trong các cái máy uh, uh, sục rửa hoa quả, tua rau quả để nó sát khuẩn và uh, chúng ta cũng nghe nói đến cái cái công nghệ nano bạc trong tủ lạnh tức là người ta đưa cái công nghệ vào để nó tạo những cái hạt bạc rất nhỏ này để nó sát khuẩn uh, trong tủ lạnh và cái công nghệ này thì nó có trong cái, cái nữ vương gel và có nghĩa rằng nếu như sử dụng thì nó cũng có khả năng sát khuẩn rất cao, rất tốt. Thì bên cạnh đó thì cái nữ vương gel này nó có các cái tinh dầu của hương bạc hà này, của trà xanh này, có nghĩa là nó tạo cái hương vị cái hương hương liệu trong trong thuốc và nó làm cho tạo ra cái mùi rất là dễ chịu, rất là sảng khoái vân vân để cho tạo được cái cái, cái 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 tự nhiên của người phụ nữ để người ta bớt được những cái mùi hôi rồi những cái mùi khó chịu vân vân. Đấy. Và đặc biệt nữa là nó có cái thành phần để tạo ra cái cân bằng về độ pH trong âm đạo. Đấy, có nghĩa rằng trong cái nữ vương diêu nữ vương gel này nó có ba thành phần chính tức là cái nano bạc này các cái hương liệu của uh, bạc hà chè xanh và cái um, cái thành phần để tạo ra cái độ pH cân bằng của môi trường âm đạo đấy thì có ba cái thành phần chính như thế này nó có tác dụng rất là tốt cho là để mà uh, để mà giải quyết cái chuyện tức, um, vệ sinh cho phụ nữ Vâng, như vậy rõ ràng là nội công ngoại kích rồi đúng không ạ? Vâng, chúng ta lại có một sản phẩm uống vào tức là tiêu diệt tất cả những cái vi khuẩn virus mà nó xâm nhập vào đã vào bên trong rồi. Và chúng ta lại có một cái sản phẩm là tạo ra một cái màng bảo vệ ngay từ bên ngoài. À, vâng, à, không để cho nó xâm nhập thêm vào nữa. Vâng, thưa quý thính giả có thể nói rằng là à, với rất nhiều những cái sản phẩm đa dạng à, phục vụ cho chị em phụ nữ à, trên thị trường hiện nay à, để chúng ta à, phòng ngừa à, cũng như là hỗ trợ điều trị các bệnh viêm nhiễm âm đạo thì ngày hôm nay chúng tôi cũng chỉ nêu ra một trong những cái sản phẩm đó đó là nữ viên New à, dạng viên và nữ uh, nữ Vương New dạng gel à, để làm sao để chúng ta hiểu rõ hơn tất cả những cái thành phần có trong những cái sản phẩm dạng như vậy để chúng ta có thể um, phòng ngừa tất cả ngăn chặn và tiêu diệt tất cả những loại virus vi khuẩn có thể gây ra những cái bệnh viêm nhiễm về âm đạo và đặc biệt là đối với những người đã từng bị thì chúng ta phải tránh để cho nó bị tái không bị tái phát Thưa quý thính giả chương trình gặp thầy thuốc nổi tiếng ngày hôm nay với chủ đề giúp chị em phân biệt thế nào là huyết trắng bình thường và bệnh lý. À, chúng tôi có mời đến phòng thu bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Văn Hùng, nguyên giảng viên bộ môn sản phụ khoa Đại học Y Hà Nội. Và giờ đây thì đường dây nóng của chương trình 19006255 luôn sẵn sàng chờ đợi những cuộc kết nối của các quý thính giả từ mọi miền tổ quốc để chúng ta cùng nhau trao đổi những uh, vấn đề liên quan đến uh, các bệnh lý phụ khoa uh, của chị em phụ nữ. Và sau đây thì chúng tôi xin phép được trò chuyện với thính giả vừa kết nối. Alo ạ. Vâng anu ạ Dạ vâng ạ, xin chào thính giả Thính giả có thể giới thiệu đôi nét về mình được không ạ? Dạ vâng, em chào chương trình, em chào bác sĩ ạ Em là Hà, em năm nay 38 tuổi, em ở Hà Nội ạ Dạ vâng, chào à... chị Hà 38 tuổi, mời chị chia sẻ những vấn đề chị quan tâm ạ Dạ vâng ạ, em muốn nhờ bác sĩ tư vấn cho em đi việc ạ Hôm qua bác sĩ ơi, từ mùng cách đây khoảng một năm rồi thì em nó cứ bị ra nhiều cái huyết trắng ấy nó cũng đủ màu sắc ấy thì mà nó cứ dâm dâm ở đau bụng ở vùng bụng dưới thì em cứ đi khám nói chung là nhiều lời lắm ừ. <laughs> hết các bệnh viện từ huyện đến tỉnh rồi các phòng khám ngoài sau đó người ta cứ chỉ có kết luận mỗi cho em là là vị nội tuyến của tử cung thôi mà em có hỏi bác sĩ là cái nội tuyến của tử cung này thì nó có gây ra râm đau, đau bụng không thì các bác sĩ bác sĩ nào cũng bảo không thì em cứ lo no lắng sau đến giờ gần đây alo à đúng dạ vâng chị Hà nghe rõ không ạ dạ vâng à, chúng tôi rất tiếc thì à... Uh, tín hiệu kết nối với điện thoại của chị hà thì lại bị gián đoạn uh, uh, giữa chừng Vâng cũng có thể nói chúng tôi cũng xin nhắc lại rằng là có thể do thời tiết hoặc là do những vấn đề khách quan mà quý thính giả khi gọi điện số đến tổng đài 19006255 nên lựa chọn những cái vị trí tốt để chúng ta có tín hiệu một cách tốt nhất và chúng tôi cũng xin nhắc lại cái chủ đề ngày hôm nay của chúng ta là những cái vấn đề liên quan đến viêm nhiễm phụ khoa đặc biệt là vấn đề sự xuất hiện của huyết trắng bình thường và những vấn đề bệnh lý liên quan đến vấn đề này và chuyên gia của chúng tôi là bác sĩ chuyên khoa 2 trần văn hùng nguyên giảng viên bộ môn sản phụ khoa đại học y hà nội và sau đây thì chúng tôi xin phép được trò chuyện với thính giả vừa gọi đến cho chương trình alo ạ alo ờ, em xin giả chương trình em chào bác sĩ chào em gặp bác sĩ hùng ạ dạ vâng ạ ừ. thính giả có thể giới thiệu đôi nét về mình để chúng ta tiện trò chuyện được không ạ và bác sĩ tôi chào năm nay chào... alo dạ vâng thính giả có nghe rõ chúng tôi không ạ Dạ vâng, rất tiếc là uh, một lần nữa thì tín hiệu uh, của chúng ta đã không uh, được uh, kết nối một cách uh, rõ ràng Và uh, hòm thư điện tử của chúng tôi, uh, biên tập a.989.vn cũng đã nhận được rất nhiều những cái uh, câu hỏi của các quý thính giả gửi đến cho như, cho chương trình từ nhiều ngày trước Và sau đây sẽ là một thính giả ở Hà Nam uh, Chào bác sĩ, khoảng nửa tháng nay em thấy vùng kín của em bỗng tiết ra dịch màu vàng xanh kèm theo mùi hôi tanh rất khó chịu Nhưng em hoàn nhưng em hoàn toàn không thấy đau rát hay ngơ ngáy gì à, vậy đây là một hiện tượng gì em có mắc bệnh gì hay không đây là câu hỏi của thính giả thu trang tại hà nam thì mong bác sĩ uh, trần văn hùng có thể chia sẻ uh, vấn đề này với cả thính giả vâng uh, theo những cái câu hỏi này ấy, thì um, thì chúng ta thấy là um, cơ bản là chị chị cảm nhận được rằng là cái uh, cái lượng dịch tiết của của chị nó ra rất nhiều đúng không ạ vâng mà uh, kèm theo thì nó lại không không thấy ngứa rát đau nhưng ngược lại cái uh, dịch ấy nó uh, nó có mùi tanh rồi khó chịu vân vân thì trước hết là như thế này tôi khuyên bạn đấy bạn uh, uh, đã đến bác sĩ để khám chưa nếu mà bạn chưa khám qua cái phòng khám của bác sĩ về chuyên khoa sản phụ khoa ấy, thì phải đến đấy khám để xác định chắc chắn là cái người ta có thể xét nghiệm cái dịch âm đạo của bạn để xem xem là trong cái dịch ấy nó có những cái loại vi khuẩn gì đặc hiệu hay không và cái lượng ấy nhiều hay ít thì mới đưa ra được một cái một cái đơn thuốc và một cái lộ trình để 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 giúp bạn có thể khắc phục được cái tình trạng này về và nếu như cái tình trạng của bạn nó kéo dài lâu rồi lâu tức là trên khoảng độ một hai tháng thì chúng ta cũng có thể cho đấy là lâu vậy thì ngoài cái việc mà điều trị theo Tây có nghĩa là dùng thuốc kháng sinh phù hợp với lại cái tình trạng bệnh của bạn thì có thể bạn sẽ sử dụng thêm những cái sản phẩm mà nó hỗ trợ điều trị, có nghĩa là cái cái sản phẩm mà thực phẩm chức năng mà chúng tôi vừa giới thiệu đấy thì cái cái, cái điều ấy nó có thể giúp bạn nâng cao được cái cái, cái cái thể trạng và nâng cao được cái, cái hệ thống miễn dịch trong cơ thể bạn và như vậy sẽ uh, nó sẽ có tác dụng mà hỗ trợ và uh, cái điều trị uh, nó có hiệu quả tốt hơn vâng, yeah, xong, vâng, xong trước khi là sử dụng những cái sản phẩm như thế thì chúng ta cũng cần không thể uh, bỏ qua cái dây cái khâu là đi khám đúng không ạ, vâng, vâng, phải khám rõ ràng là chúng ta phải xem là cái hiện tượng mà chúng ta đang gặp phải đó là hiện tượng gì, vâng, uh, loại virus vi khuẩn nào đang xâm nhập vào cơ thể chúng ta mà gây ra cái hiện tượng đó và từ đấy thì chúng ta sẽ có một cái lộ trình điều trị mà cái việc mà chúng ta sử dụng những cái thực phẩm chức năng hoặc là những cái uh, sản phẩm mà chúng tôi cũng đề cập đến trong chương trình này uh, để làm sao mà phòng ngừa cũng như là hỗ trợ điều trị đạt hiệu quả một cách tốt nhất. À, mong rằng là thính giả giả Thu Trang ở Hà Nam cũng đã uh, nghe được những cái lời chia sẻ của chuyên gia chương trình để chúng ta cùng nhau uh, tìm giải pháp một cách tốt nhất uh, điều trị cái vấn đề mà chị đang gặp phải. Còn bây giờ thì uh, bộ phận kỹ thuật cũng đã thông báo cho chúng tôi biết là có thính giả gọi đến qua đường dây nóng 19006255 để chúng ta cùng trò chuyện và chia sẻ với chuyên gia của chương trình. Alo ạ. Vâng, alo. Dạ vâng, ạ. xin chào thính giả. Thính giả nghe rõ chương trình chưa ạ? Dạ em nghe rõ rồi ạ Dạ vâng Mời thính giả chia sẻ uh, Chia sẻ những vấn đề mà thính giả quan tâm ạ ờ, Thế em làm ơn gặp bác sĩ ạ Dạ vâng em ạ vâng. Thính, Bác sĩ đang uh, lắng nghe ừ chị ạ. đấy ạ à, Bác sĩ ơi Bác sĩ có hỏi là Cháu mới đi đẳng phòng ấy Được uh, Gần một tuần Thì họ cho dụng kháng sinh ấy. Thì sau này cậu uống hết kháng sinh giống dùng cái loại thuốc Vừa quảng cáo đấy có được không ạ À Ừm um, Được tức là bạn có thể kết hợp cùng hạ cùng cái cái đơn thuốc mà bạn đang điều trị đấy và cái dạ. cái, cái 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 thực phẩm chức năng của chúng tôi vừa giới thiệu ấy nó dạ. chỉ mà có tính chất tức là hỗ trợ điều trị và cái hỗ trợ này nó rất hiệu quả và nó có cái tác dụng rất tốt bạn ạ. vâng muốn hỏi là cháu đi đặt vòng về cháu có ra các cái khí hư nó lờ lờ hồng hồng đấy thì có sao không ạ? <laughs> Trước hết là xin chia sẻ với bạn như thế này. Trong cái 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 tác dụng phụ của cái vòng tránh thai ấy thì có nghĩa là người ta đưa một cái một cái dị vật tức là một cái 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 vòng vào trong tử cung. Thì trong cái thời gian đầu ấy cái vòng ấy nó chưa được 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 hay là cái tử cung của bạn nó chưa thích hợp chưa thích nghi được với cái dị vật ở trong trong đấy cho nên là nó sẽ co bóp rồi là có cái sự cọ sát vân vân nó sẽ đưa đến một cái tình trạng gọi là gọi là chảy máu chính cái cái chảy máu ấy nó sẽ tạo cho cái khí hư của bạn hay là cái dịch tiết âm đạo của bạn nó sẽ lẫn máu và nó có cái màu vàng nó kèm theo đấy thì đương nhiên là bạn phải chờ đợi thời gian có nghĩa là người ta khuyến cáo rằng khi đặt vòng tránh thai thì ít nhất là phải theo dõi trong 3 chu kỳ kinh nguyệt. 3 chu kỳ kinh nguyệt. Nếu như nó không có sự cố gì xảy ra thì cái vòng ấy nó mới ổn định và nó sẽ phù hợp với bạn hay là không. Vì thế bạn sẽ cố gắng uh, theo dõi trong 3 chu kỳ kinh nguyệt um, thì mới biết được là nó có cái cơ thể bạn nó có chấp nhận được cái vòng hay không. Hay nói một cách uh, rõ hơn là bạn có thể sử dụng được vòng tránh thai hay là phải thay đổi biện pháp tránh thai khác đấy nha bạn cứ bình tĩnh theo dõi bởi vì nó sẽ có một thời gian nó thích nghi chứ nó không thể thích nghi ngay được được đâu mà ạ à, bạn đồng ý không thì thì có nghĩa là bác sĩ cũng dặn cho là 3 tháng là nó như thế ừ. rồi cháu không hỏi là có thời gian nào đi khám lại à, à. Cháu không cháu muốn hỏi là có thể đi khám lại không à, nếu đi khám lại thì như thế này nếu như mà bạn có mà nên dành thời gian tức là cứ sau khi hành kinh xong tức là sau khi có kinh nguyệt xong ấy thì thường ấy là trong cái thời gian hành kinh trong tử cung của bạn nó có sẽ chảy máu và trong cái quá trình chảy máu ấy nó sẽ làm cho cái cổ tử cung nó rộng ra thế rồi tử cung nó co bóp nó có thể là gây đau từng 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 đợt một đấy thì nó sẽ làm cho cái vòng của bạn có thể nó bị đẩy tụt xuống hoặc là nó lệch đi vân vân và chúng ta cứ quen nói là lệch vòng hoặc là tụt vòng đấy thì thì cứ sau khi hành kinh xong thì bạn nên đến khám và siêu âm để kiểm tra cái vị trí cái vòng ấy nó có bình thường hay không nó có đúng vị trí hay không hay nó bị tụt thấp xuống đấy à. bởi vì cái này nó hoàn toàn tùy thuộc vào từng người có nghĩa là cái um, cái tử cung của bạn nó có nó có quá rộng không thế rồi cái cổ tử cung nó quá mềm không để nó làm cho thay đổi cái vị trí của cái vòng đi nhá tôi à. xin chúc à. bạn uh, uh, cứ bình tĩnh và theo dõi thì, nó thì sẽ nó sẽ ổn là định siêu âm thôi bác vâng 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 chào cảm ơn nhá à, vâng, bởi vì cơ cơ thể của người phụ nữ mỗi người một khác đúng ạ có người là đặt vòng đặt một lần xong ngay thế nhưng mà có người lại hai ba lần <laughs> mới xử lý xong cái việc này à, mong rằng là thính giả cũng không nên quá lo ngại về vấn đề này và rõ ràng là làm cái gì khi chúng ta đưa một dị vật vào trong cơ thể và chúng ta phải có một cái thời gian để xem thích nghi với để cơ thể thích nghi với cái dị vật đó và chúng ta cũng cần phải điều chỉnh nếu như nó chưa nằm nằm đúng vị trí à, mong rằng là thính giả cũng luôn luôn yên tâm và bên cạnh việc chúng ta sử dụng những cái sản phẩm như là nữ Vương New mà chúng tôi cũng có phân tích một chút ở trong chương trình này và đặc biệt hơn nữa thì chúng ta cần phải tái kiểm tra để làm sao để đảm bảo một cách an toàn nhất trong cái việc mà sử dụng một trong những cái biện pháp tránh thai phổ biến hiện nay. Cảm ơn thính giả đã kết nối với chương trình của chúng tôi. Còn bây giờ thì chúng tôi xin phép được trò chuyện với thính giả tiếp theo và chúng tôi cũng xin nhắc lại với các quý thính giả là các quý thính giả cũng có thể đặt ra những cái câu hỏi liên quan đến vấn đề sản phụ khoa của người phụ nữ và chuyên gia của chúng tôi là nguyên giảng viên bộ môn sản phụ khoa của đại học y Hà Nội. Sau đây thì chúng tôi xin phép được trò chuyện với thính giả tiếp theo. Alo ạ. Alo ạ. Dạ vâng, xin chào thính giả. Thính giả nghe rõ chương trình chưa ạ? Em nghe rõ ạ. Anh cho em gọi bác sĩ Hùng ạ. Dạ vâng, bác sĩ Hùng đang ngồi bên cạnh tôi đây và mời chị hãy có thể giới thiệu đôi nét về mình để chúng ta tiện trò chuyện chứ ạ? vâng, em tên là nguyễn Thị Vinh em ở Hưng Yên ạ. Dạ vâng, chào chị Vinh ở Hưng Yên. Chào chào bác sĩ hỏi nhà cháu à, vòng kinh của cháu thì 30 ngày nhưng mà cháu có khoảng từ ví dụ là bị ngày mùng 1 chẳng hạn thì cứ khoảng độ 10 đến 12 ngày thì sau khi bị ảnh kinh đấy thì là cháu ra rất là nhiều khí hư và nó trong lúc nó ra nhiều khí hư ấy thì nó ra khoảng trong một phần là nó ra rất là nhiều mà nó kiểu cho mà cháu bị cao hai cạnh sườn thì cho bác sĩ thì với cháu cho cháu xem nó như thế nào thế nào ạ <laughs> à, những trường hợp của bạn ấy, thì tôi thấy thế này Tức là bạn đang trong cái độ tuổi hoạt động uh, nội tiết rất tốt đúng không Bạn có được mấy con rồi ừ, hai con tức là thường là những người phụ nữ trong cái độ tuổi như thế này ấy, là cái cái cái, cái nội tiết trong người đang là uh, hoạt động rất tốt vì vậy ấy, là theo như bạn mô tả tôi thấy rằng là um, cái hiện tượng giao dịch của bạn nhiều nó chính là cái hiện tượng mà chế tiết um, chuẩn bị cho cái thời kỳ dụng trứng và dạ. nó tạo thuận lợi cho cái cái việc mà thụ thai tốt hơn. Dạ. Đây vì vậy cho nên là cái hiện tượng của bạn nó là một cái hiện tượng sinh học rất là tốt và nó biểu hiện cái 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 cái, cái đời sống uh, sinh đẻ của bạn nó đang ở trong cái thời kỳ uh, dạ. tốt nhất. Đấy cho nên bạn dạ. cũng đừng có lo ngại gì cả và mình chỉ có um, chỉ có thực hiện cái cái vệ sinh tốt thế rồi là mọi cái cái hoạt động cơ thể nó tốt thì nó yên ổn thôi không có gì đâu. À, thế còn đau? đau bụng dưới. À, <laughs> nó đau là như thế này thì trong cái um, trong cái thời kỳ như vậy nó sẽ một là nó chi tiết nhiều hai nữa là uh, những cái nang trứng nó phát triển to lên, thậm chí là đến cái lúc nó rụng trứng ý, thì các cái cái nang ấy nó sẽ thoát dịch, nó thoát nước ra ở trong ổ bụng và khiến cho người phụ nữ có một cái cảm nhận, có những chị chị còn nói với tôi là chị chị cảm nhận được cái thời cái thời điểm nó rụng trứng cơ, tức là người ta người ta nhạy cảm đến mức độ nó như thế, nhưng mà đấy là cái những cái trường hợp hiếm, thế còn đa phần ấy là trong cái thời kỳ vậy thì nó sẽ làm cho Um, một là cơ cơ thể của mình nó tăng cái nhạy cảm hai nữa là trong ổ bụng nó sẽ có nó có sẽ có rất nhiều dịch do cái um, cái nang trứng nó vỡ ra và nó 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 nó, nó, um, nó, chứa ở trong bụng ấy khiến cho chúng ta có một cái cảm giác tức là uh, cảm thấy đau âm ách rồi là rồi là khó chịu đấy vân vân thế sau đấy một thời gian ngắn thì nó hết đi đúng không chứ nó không nó không triền miên từ 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 dai dẳng từ tháng này sang tháng khác mà nó chỉ cho những thời điểm nhất định thôi. Đấy vậy thì bạn cũng cứ bình tĩnh mà không mình chỉ chấp nhận trong cái thời điểm lúc bây giờ có thể là mình phải nghỉ ngơi thế rồi là thay đổi công việc vân vân, đừng có cố gắng sức rồi đừng có đừng có, có, có lo lắng quá trong những cái thời kỳ như vậy. Và Nha. Chúng, chúng tôi Và. hy vọng rằng là chị Vinh ở Hưng yên cũng đã nghe rõ những cái lời chia sẻ của bác sĩ Trần Văn Hùng chúng tôi cũng biết rằng là chị Vinh còn một số câu hỏi nữa muốn bác sĩ chia sẻ thêm nhưng mà cũng xin lỗi chị Vinh là tín hiệu điện thoại có thể nói là rất kém cho nên là chúng tôi xin tạm dừng cái phần kết nối của chị Vinh ở đây mong rằng là chị hết sức thông cảm và sẽ kết nối lại với chương trình trong những chương trình cập thầy thuốc nổi nổi tiếng sau còn bây giờ À uh, uh, một lần nữa thì chúng tôi xin cảm ơn các quý thính giả đã tin tưởng vào đường dây nóng của chương trình 19006255 uh, và cũng rất tiếc là một số quý thính giả đã không thể kết nối tiếp được bởi vì là tín hiệu điện thoại đã đã bị ngắt quãng giữa quãng giữa chừng. Uh, xin cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Văn Hùng, giảng viên bộ môn nguyên giảng viên bộ môn sản phụ khoa Đại học Y Hà Nội đã đến với chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa chúng tôi xin trân trọng cảm ơn nhãn hàng Nữ Vương Niêu của Dược phẩm Vinh Gia đã tài trợ cho chương trình. Để nhận được những lời tư vấn về bệnh lý và sản phẩm, quý thính giả có thể liên hệ đến tổng đài bác sĩ tư vấn 19 001259 hòa gửi câu hỏi đến hòm thư điện tử khỏe đẹp a bác sĩ tư vấn .vn. Nữ Vương Niu giúp trẻ em tránh xa các bệnh viêm nhiễm phụ khoa dài dẳng.